chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ lên phát biểu chỉ đạo và tuyên bố chính thức khánh thành hai dự án. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các đồng chí các bộ ban ngành trung ương và địa phương, thưa nhân dân và các quý vị đại biểu khách quý cũng như những cán bộ công nhân viên chức đã hoạt động trên công trường này. Và hôm nay tôi thực sự là xúc động. Anh chị em công nhân đã vượt nắng thắng mưa thắng đại dịch và thực hiện cái thi công trên công trường không kể ngày đêm sớm tối để mà có cái ngày hôm nay chúng ta khánh thành cái đường cao tốc từ có thể nói là hoàn thiện cái đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa. Thì đây cũng là một cái thành quả của sự lãnh đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành rồi phối hợp của Quốc hội với Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các tỉnh thành phố có liên quan, rồi sự ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp thì chúng ta mới có được kết quả như ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta có mặt ở đây có rất nhiều cái cảm xúc về cái tuyến đường này. Và nếu như chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa rồi đến Cam Lâm này, rồi chúng ta tiếp tục ra phía Bắc nữa, thì chúng ta lại càng có nhiều cảm xúc hơn. Và chúng ta lại càng cái có tự tin hơn, càng có cái động lực hơn, càng có cảm xúc hơn để chúng ta quyết tâm hoàn thành bằng được cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông này theo đúng kế hoạch, theo đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đó là ý thứ nhất muốn chia sẻ với đồng bào đồng chí như vậy. Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, rồi phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ngày 11 tháng 6 năm 1948. Hôm nay tại hai tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa và Bình Thuận, chúng ta vui mừng tổ chức lễ khánh thành hai dự án thành phần Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thì thực tế hai cái dự án này như là các ông chí đã báo cáo thì chúng ta đã phấn đấu rút ngắn cái thời gian hơn nữa để ngày 19 tháng 5 năm 2023 là nhân ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới của chúng ta, là chúng ta thông xe và thực sự là đã hoàn thành và mở cửa cho nhân dân đi lại dễ dàng thuận lợi từ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Nhưng hôm nay thì chúng ta mới làm cái lễ khánh thành được. Việc đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết đã cơ bản kết nối tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh Khánh Hòa, tức là suốt cái chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, giao lưu văn hóa, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kích cầu du lịch, góp phần phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của vùng đất tươi đẹp Duyên Hải miền Trung, và kết nối hai trung tâm kinh tế lớn, du lịch lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa với các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, đồng bào, các đồng chí khách quý và những ai có mặt tại hai điểm cầu ngày hôm nay lời chào trân trọng,
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Với cá nhân tôi thì cũng thực sự là rất là xúc động vì cái đoạn đường này, hay cũng như là các cái dự án khác của đường cao tốc Bắc Nam thì luôn luôn là một cái sự trăn trở, lo âu của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của nhiều thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, rồi của đồng bào, đồng chí và nhân dân. Vì vậy cho nên là những cái chuyến đi công tác ở miền Trung thì tôi hay ghé qua để mà kiểm tra, rồi theo dõi, rồi xem xét cái tiến độ, cái kỹ thuật, mỹ thuật an toàn trên cái tuyến đường này. Và cứ mỗi lần đi như vậy thì cho tôi những cái bài học, những cái kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo là phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan và lấy cái thực tiễn khách quan, cái kết quả từ thực tiễn để mà làm thước đo trong cái cách chỉ đạo, vận hành cũng như là cái tổ chức thực hiện của cá nhân mình cũng như là các cơ quan nhà nước có liên quan. Để nói thật với các đồng chí như vậy. Và hôm nay đến đây thì hết sức là xúc động. Lại gặp lại các đồng chí ở địa phương ở đây, và nhất là các đồng chí công nhân, rồi cán bộ giám sát thi công trên công trường, với một cái tình cảm hết sức là chân thành, hết sức là quý mến, và với một cái sự hồ hởi của nhân dân dọc cái tuyến cao tốc này, thì tôi thực sự là rất là xúc động. Và nghe các ông chí kể lại những cái câu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau xử lý ngay trên công trường, thì chúng ta mới thấy những cái bài học quý trong cái việc lãnh đạo, chỉ đạo, trong cái việc vận hành và trong cái việc dám nghĩ, dám làm, dám quyết định tại những cái thời khắc khó khăn. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu cũng xin chia sẻ thêm như vậy. Đó là những cái bài học lãnh đạo, chỉ đạo rất là quý đối với lại cá nhân tôi và các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan. Thưa đồng bào, đồng chí, hành lang vận tải Bắc Nam luôn đóng vai trò rất quan trọng là trục xương sống, hành lang kinh tế, vận tải, huyết mạch của đất nước. Chính vì vậy, để tạo ra động lực đột phá, phát huy được tiềm năng lợi thế, các địa phương trên hành lang này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài là 2.063 km. Từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, đi qua 32 tỉnh, thành phố và đã hoàn thành đưa vào khai thác 804 km. Hôm nay, chúng ta đưa vào khai thác hai dự án Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết với tổng chiều dài 150 km. Nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam là 954 km. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự quyết tâm nỗ lực, cố gắng của các địa phương, các cấp, các ngành, chúng ta đã hoàn thành và đưa vào khai thác gần 600 km và nâng tổng số đường cao tốc cả nước lên 1.729 km. Tới đây sẽ hoàn thành thêm 123 km vào cuối năm 2023 và tập trung triển khai thực hiện xây dựng để hoàn thành toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau vào năm 2025. Và đến nay thì chúng ta có thể tự tin và hy vọng là khả thi, thực sự là khả thi. Thì báo cáo với đồng bào, đồng chí như vậy. Dự án Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết được khởi công năm 2020 và 2021, cũng như các dự án khác của giai đoạn 1 đang triển khai xây dựng trong quá trình thi công đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng rất lớn
đến tiến độ. Có thể kể đến là như chúng ta biết, cái thứ nhất là đại dịch Covid-19. Khởi công cái là có ngay cái đại dịch Covid-19 nó ập đến. Chúng ta không tưởng tượng được là cái đại dịch nó như thế nào. Và chúng ta bây giờ đã vượt qua rồi, nhưng mà có lẽ là không ai trong chúng ta ngồi đây mà chúng ta có thể quên được những cái ngày tháng chống cái đại dịch Covid-19. Sau cái đại dịch Covid-19 thì lại đến cái chiến tranh ở Ukraine. Nó làm cho giá nguyên vật liệu nó tăng cao. Rồi xăng dầu nó tăng cao. Đầu vào cho cái xây dựng cái tuyến đường này nó tăng cao về giá nguyên vật liệu nói chung, xăng dầu. Rồi chúng ta biết là cái cách quản lý của chúng ta cũng có sơ hở. Trên là đất đá, vật liệu xây dựng bình thường của chúng ta là cái gọi là cái tài sản chung của nhân dân, cái quyền sở hữu là thuộc về nhân dân. Nhưng mà cách quản lý, cách tổ chức của chúng ta nó cũng còn có những cái sơ hở, có những cái yếu kém. Cho nên là gặp khó khăn, giao cho các chủ mỏ, chủ đầu tư tư nhân. Rồi họ thấy cái tình hình giá cả lên cao, rồi khó khăn nguyên vật liệu, họ găm hàng, giữ hàng, đội giá. Báo cáo với các quý vị đại biểu như vậy là cái khó khăn thứ ba. Cái khó khăn thứ tư là các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái quy định nó không phù hợp với lại thực tiễn, không phù hợp với thực tiễn. Khai thác mỏ nguyên vật liệu thế nào, rồi tiêu chuẩn quy chuẩn thế nào. Rồi do giá cả biến động, cho nên mình cũng phản ứng chưa kịp thời, gây khó khăn cho nhà thầu, nhà đầu tư. Chúng tôi phải nói hôm nay chúng ta rất chia sẻ với những khó khăn này. Có cái khó khăn do cái khách quan đưa đến, nhưng mà cũng có cái khó khăn do chủ quan của chúng ta. Còn có những mặt yếu kém trong quản lý. Nhưng mà cũng may là chúng ta cũng lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời phản ứng chính sách. Vì vậy cho nên là chính phủ đã ban hành 3 cái nghị quyết. Cái nghị quyết 64, nghị quyết 133, nghị quyết 47 để mà tháo gỡ. Rồi các cái quy định của Thủ tướng Chính phủ, rồi các cái thông tư của các bộ để mà tháo gỡ khó khăn. Thì tôi nói cái khó khăn là như vậy để chúng ta thấy trong quá trình làm, quá trình tổ chức thực hiện thì có những cái mình không dự báo được. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải phát hiện nó ra kịp thời và có cái phản ứng chính sách kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện. Và thực sự là chúng tôi cũng rất chia sẻ với lại các nhà đầu tư, rồi các nhà thầu, các nhà tư vấn, như là trong báo cáo các đồng chí, các quý vị đã trình bày. Và với một tinh thần là khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó. Khó khăn ở đâu, ở cấp nào thì tháo gỡ ở cấp đó. Rồi vướng mắc ở chỗ nào thì chỗ đó phải tháo gỡ. Cái tinh thần của chúng tôi là như vậy. Phải nói là cái tinh thần này được lan tỏa trong các cái bộ ngành, rồi các địa phương. Khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó. Khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó. Vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Với một cái tinh thần rất là dứt khoát như vậy để chúng ta xử lý các vướng mắc. Và với tinh thần như vậy thì chúng ta mới kịp thời ban hành các cái nghị quyết, ban hành các cái thông tư, ban hành các cái quy định để chúng ta làm. Và đặc biệt là cái dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, cho đến những cái ngày sắp thành công rồi mà vẫn còn vướng mắc. Cho nên là chúng ta là hoàn thành ngày 19 tháng 5 mà đến gần ngày 30 tháng 4 thì vẫn phải vào tháo gỡ khó khăn bằng cái nghị quyết 47.
để thấy cái tinh thần quyết tâm của chính phủ, quyết tâm của các bộ ngành, dù còn mấy ngày, dù còn vướng mắc vẫn phải tháo gỡ cho anh em về cái vật liệu xây dựng. Thì tôi nói như vậy đã để thấy là cái tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành, khi chúng ta đặt cái lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, thì chúng ta không có nề hà cái gì cả. Cái gì cần phải làm là chúng ta làm, và chúng ta làm với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, và với một cái tinh thần vì nhân dân phục vụ, và không có tiêu cực tham nhũng, dứt khoát là như vậy rồi. Đối với dự án Nha Trang Cam Lâm thì được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, triển khai trong bối cảnh pháp luật đầu tư PPP, đó, đầu tư hợp tác công tư chưa hoàn thiện. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư trước khi luật đầu tư PPP được ban hành, và lúc đó thì như cái phóng sự ban đầu đã thấy đấy, thì các cái dự án BOT đều gặp khó khăn, đều gặp khó khăn về vốn, rồi về cái cách quản lý, rồi về cái cách lựa chọn cái cung đường như thế nào, vân vân, hướng tuyến như thế nào, rồi nó cũng trùng với lại một số cái hướng tuyến mà chúng ta đầu tư công, nó ảnh hưởng. Để có khó khăn về cơ chế chính sách, có khó khăn về huy động vốn, rồi có khó khăn về cái việc mà thực hiện cái chuyển tiếp, các cái điều khoản chuyển tiếp trong quá trình thực hiện cái luật PPP mới. Đấy. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là như vậy. Và cái tâm lý lúc bây giờ là rất e ngại. Thế nên từ 8 cái dự án đầu tư PPP được Quốc hội phê chuẩn, rồi chúng ta lại báo cáo lại với Quốc hội là chỉ chọn 3 cái dự án thôi. Thế còn 5 cái dự án phải chuyển thành đầu tư công. Và trên thực tế thì tôi đi kiểm tra 2 năm nay, 3 cái dự án đầu tư theo hình thức PPP này, báo cáo với các quý vị đại biểu, với nhân dân là tôi cho là thành công cho đến giờ này. Một là các nhà đầu tư rất nghiêm túc, luôn luôn trăn trở cải tiến cái cách làm, rồi đưa cái công nghệ mới, rồi vận dụng mọi cái hình thức để huy động vốn. Tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm này. 3 cái dự án PPP trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Và tôi đề nghị là ngay sau cái buổi ngày hôm nay, đúng không, chúng ta khánh thành, thì Bộ Giao thông Vận tải phải đánh giá, rút rút kinh nghiệm từ cái dự án này, rồi 2 cái dự án đang thi công sắp hoàn thành, sắp tới đây, để chúng ta có một cái nhìn khách quan về cái đầu tư BOT và đầu tư theo hình thức PPP. Chúng ta phải phát huy hơn nữa cái hình thức này, bởi vì cái đầu tư công của chúng ta thì có hạn thôi. Chúng ta phải lấy cái đầu tư công để dẫn dắt cái đầu tư tư, và kích hoạt huy động mọi cái nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển, trong đó có đầu tư cho hạ tầng giao thông chiến lược này. Đấy. Dứt khoát là chúng ta phải tổng kết, chúng ta làm. Vì sao chúng ta làm được? Và tất nhiên là vừa qua thì 2 cái đề xuất của các ông chí, một là cái đề xuất của tỉnh Khánh Hòa, thì có lẽ cái thẩm quyền của tôi đồng ý ngay. Về mặt nguyên tắc, giao cho tỉnh Khánh Hòa là cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm chủ đầu tư. Thì hôm nay có đồng chí Hải Ninh, rồi có anh Tấn Tuân đây, rất mong là các anh nhận cái nhiệm vụ này cho, chứ không phải là các anh phải đề xuất chính phủ. Theo thẩm quyền của tôi thì tôi được quyết cái việc này, chúng cũng quyết luôn về mặt nguyên tắc cho các đồng chí làm. Thế còn các bộ các ngành phải thể chế hóa ra các cái nguyên tắc này. Xin anh Hiệp, rồi xin chị Oanh, rồi xin anh Thọ, rồi anh Hưng có mặt ở đây, anh thực hiện cho cái việc này. Cái thứ hai là chọn nhà đầu tư thì phải theo luật pháp quy định. Hay nói tóm lại là nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư
thì phải tuân thủ cái luật pháp hay là tuân thủ theo pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ theo pháp luật, nhưng mà chú ý đến các nhà đầu tư có uy tín, có hiệu quả, đã làm các cái công trình mà chúng ta cân đong đo đếm được, hay tôi hay nói vui là sờ mó được, có sản phẩm. Tức là lựa chọn các nhà đầu tư vào làm các cái dự án PPP là phải tuân thủ theo pháp luật, có chú ý đến các nhà đầu tư có uy tín, có sản phẩm và có cái hiệu quả cụ thể mà cân đong đo đếm được, lượng hóa được. Đấy. Thì việc này giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Bộ Giao thông Vận tải, cùng với các bộ ngành có liên quan, các đồng chí tham mưu cho các có thẩm quyền để lựa chọn. Thế còn lựa chọn thì phải theo luật pháp và có chú ý đến cái nhà đầu tư có uy tín, có hiệu quả, có sản phẩm được lượng hóa ra và cân đong đo đếm được. Đấy. Hai cái nhân cái việc tôi nói phải tổng kết cái này thì lại liên quan đến hai cái đề xuất của địa phương và của nhà đầu tư, thì tôi trả lời theo cái nguyên tắc như vậy. Thì không biết là tỉnh Khánh Hòa rồi anh Hải có hài lòng không, thì nhưng mà cái thẩm quyền của tôi được phát ngôn và quyền được quyết thì tôi có hai cái nguyên tắc như vậy. Thế còn các bộ ngành có liên quan thì phải thể chế hóa ra theo đúng pháp luật quy định. Thì đây là tôi nói cái chỗ này là vì hiện nay chúng ta còn mấy cái dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn, rồi Nghi Sơn Diễn Châu, rồi Mai Sơn quốc lộ 45. Đấy, thì quốc lộ 45 Nghi Sơn này, Nghi Sơn Diễn Châu này, Mai Sơn 45 này, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Đây là những cái dự án mà chúng ta phải chuyển từ cái PPP sang cái đầu tư công. Thế còn cái dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo đây thì chúng ta đã thực hiện cái hình thức PPP. Thì chúng ta phải tổng kết ra vì sao chúng ta làm được và vì sao chúng ta chưa làm được. Để chúng ta có tiếp tục phát huy cái hình thức này. Đấy, thì cái Nha Trang Cam Lâm đấy, thì báo cáo với các quý vị đại biểu như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục rút kinh nghiệm để ta chỉ đạo hai cái dự án nữa là Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Thì để chúng ta tiếp tục chúng ta đầu tư theo hình thức PPP. Về cái hợp đồng PPP dự án Nha Trang Cam Lâm thì được ký kết ngày 6 tháng 5 năm 2021, đúng vào cái lúc đại dịch 19 nó bùng phát. Đấy là cái khó khăn, nhưng mà chúng ta đã vượt qua với cái tinh thần là lợi ích hài hòa giữa nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư. Chúng ta đã quyết tâm chúng ta làm thành công hôm nay. Và không những thành công mà lại còn vượt cái thời gian, cái tiến độ. Thì năm ngoái tôi vào đây thì cũng động viên thôi, nhưng mà cũng giao thêm một cái nhiệm vụ nặng nề hơn, tức là phải hoàn thành trước 3 tháng. Thì anh Hải có nói là thôi cho anh ấy 3 cái nội dung mà như anh ấy vừa miêu tả lại thì anh ấy sẽ hoàn thành trước 3 tháng. Lúc đấy thì chúng tôi hội ý ngay trên công trường, nó gọi là hội ý đầu bờ, với các bộ trưởng, với phó thủ tướng để quyết luôn. Và anh Hải anh cũng làm luôn. Và bây giờ chứng minh là đúng. Thì cũng cảm ơn anh Hải. Qua đó cho chúng tôi một cái bài học về lãnh đạo, điều hành, quản lý. Rồi cái thứ hai là cảm ơn địa phương, cảm ơn tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn các cái nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp, và cảm ơn hơn 1.000 anh chị em cán bộ làm trên công trường đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và không đội vốn. Cho đến giờ này thì chắc là không đội vốn. Thì tất nhiên là chúng ta còn phải bàn giao rồi thanh quyết toán công trình. Nhưng tôi tin chắc là ba cái điểm cơ bản đấy là đạt được.
tức là vượt về mặt thời gian, tiến độ 3 tháng, chất lượng thì đảm bảo, bởi vì các ông chí ứng dụng cái khoa học công nghệ mới. Rồi cái thứ hai là rút ngắn cái thời gian thi công, rồi giảm cái chi phí. Và khi mà đã rút ngắn thời gian thi công rồi thì là cái quy luật trong xây dựng là sẽ rút ngắn được, sẽ giảm được cái chi phí, giảm được cái chi phí, trước hết là giảm các cái chi phí không bị kéo dài. Cái thứ hai là giảm được các cái, về mặt kỹ thuật. Thì thay mặt chính phủ, tôi xin ghi nhận đánh giá cao và biểu dương, cảm ơn tỉnh Khánh Hòa, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn các nhà thầu, cảm ơn các nhà tư vấn, cảm ơn nhà đầu tư đã vượt nắng thắng mưa, thắng đại dịch, làm việc 3K 4 kíp không kể ngày đêm, xuyên Tết, xuyên những ngày nghỉ để chúng ta có được cái sản phẩm như ngày hôm nay. Xin các quý vị, các đại biểu một tràng pháo tay. Chúng ta không có khắt khe gì khi chúng ta đã hoàn thành trước 3 tháng. Đi vào khai thác trước 3 tháng này thì nhất là vào cái dịp hè này, giữa hai cái trung tâm kinh tế lớn, hai trung tâm du lịch thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Thì đấy là cái ý thứ ba muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu và đồng bào đồng chí. Để đạt được kết quả ngày hôm nay thì chúng ta phải rút ra một số cái kinh nghiệm để chúng ta tiếp theo chúng ta làm cho tốt hơn. Một là phải có cách làm, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động thì phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả và luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu các nhà đầu tư, các nhà thầu, các nhà tư vấn. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cần phải bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt tình hình và nâng cao cái tính dự báo để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm ngay tại công trường các cái vướng mắc tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Các bộ, các ngành, các địa phương đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa, cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải quyết liệt hơn nữa trong quá trình tổ chức thi công và thực hiện các cái dự án. Ba là phải chủ động giải quyết các công việc trong thẩm quyền, phải xác định đường cao tốc là tài sản chung của quốc gia mà địa phương trực tiếp được hưởng lợi, để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách trách nhiệm, hiệu quả và có bản lĩnh khi mà xử lý các cái vướng mắc, linh hoạt về các vấn đề theo thẩm quyền, nhất là giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, bãi thải, vân vân, đặc biệt là xử lý các vấn đề nguyên vật liệu xây dựng. Hôm nọ tôi giao cho anh Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, phải nghiên cứu lại cái việc này. Mình nhiều khi mình thận trọng quá, phải phân cấp phân quyền cho địa phương và phải phân định rõ cái bản chất, cái gì là khoáng sản, cái gì là vật liệu thông thường. Nói như anh Khánh, bây giờ cái nước khoáng, rồi cái nước nóng, nước lạnh đưa vào khoáng sản thì làm sao nó không đúng bản chất, và không đúng bản chất thì lại sử dụng các cái công cụ của luật pháp theo cái bản chất, từng cái loại bản chất khác nhau thì phải có cái công cụ xử lý khác nhau, thì mình lại gói lại một cái chính sách thì nó sẽ vướng mắc. Tôi đề nghị là như vậy. Cái thứ là làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và đồng thuận chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, quan tâm đến đời sống của nhân dân, chú trọng công tác bố trí tái định cư cho người dân, bảo đảm nơi ở mới phải tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ, đảm bảo về hạ tầng, y tế, giáo dục, dịch vụ và các thiết chế về văn hóa, về thể thao, về y tế, về giáo dục. Đấy. Bằng hoặc tốt hơn là ở những các cái điểm như thế. Và cái điều kiện làm ăn sinh kế tốt hơn.
Từ đó người dân tin tưởng, sẵn sàng nhường đất, rời nhà, phục vụ xây dựng các cái dự án. Có thể là các dự án đã làm rồi thì người dân thấy tin tưởng, thấy ấm lòng hơn. Rồi các dự án chưa làm thì người dân cũng thấy là những cái người mà đã nhường cơm xẻ áo, nhường đất, nhường nhà, nhường cái nơi làm ăn sinh kế cho các cái dự án thì đã thấy là tốt hơn, thì người ta sẵn sàng và không có gì vướng mắc, tất cả vì cái lợi ích chung. Thứ năm là không chia nhỏ các gói thầu. Thì đề nghị các ông chí cứ chia bét ra các gói thầu, thì nói thật với các ông chí là nguyên làm thủ tục đã chết rồi. Vừa qua rút kinh nghiệm 12 cái dự án khởi công, mấy cái dự án vừa này, ngày hôm qua, ngày hôm sáng nay rồi ngày hôm kia là dự án khởi công mấy trăm km đường cao tốc. Chúng ta dự án lớn rồi các nhà thầu lớn, thế còn các nhà thầu lớn thì họ gọi ai, chia sẻ với ai là quyền của họ, miễn là đảm bảo cái mục tiêu đúng tiến độ, đảm bảo nâng cao được chất lượng và không đội vốn, đảm bảo kỹ mỹ thuật, đảm bảo an toàn, đảm bảo cho người dân, vân vân. Thì cái này là cái mà cái kinh nghiệm chúng ta rút ra. Và nhất là cái việc chọn thầu rồi chỉ định thầu hay là lựa chọn các nhà đầu tư thì phải đảm bảo đúng luật, đảm bảo công khai, minh bạch, nghiêm túc, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật để lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu thực sự có năng lực, uy tín, kinh nghiệm quản lý, triển khai, xây dựng, thiết kế, giám sát, rồi sử dụng các cái dự án đã hoàn thành, đảm bảo các yếu tố về kỹ mỹ thuật, tiết kiệm chi phí, rồi không để tăng vốn, nhất là những cái tăng vốn mà bất hợp lý. Còn tất nhiên là trong quá trình làm thì mình cũng phải không quá cứng nhắc. Có những chỗ tự dưng nó có hang cát sơ, có những chỗ tự dưng trước đây khảo sát địa chất mình không lường được, mình không khảo sát tới, thì cũng có thể nó đội vốn, nhưng mà nó hợp lý. Sáu là kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tôi luôn luôn nói cái điều này. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Rồi các vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết, tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quá trình thực hiện các cái dự án. Và mỗi chủ thể cá nhân có liên quan phải có tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân để chúng ta thực hiện. Mỗi cá nhân, kể cả các bạn, các công nhân trên công trường, rồi kể cả cái người phục vụ, người làm, nó tóm lại là thế. Ở đây tôi muốn chia sẻ cái chỗ, tức là mọi người thực hiện cái nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình đều phải có cái tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc chúng ta làm. Dù làm những cái việc nhỏ nhất, việc đơn giản nhất cho đến cái việc phức tạp nhất, mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều phải phát huy cái tinh thần như vậy. Và trên thực tế là chúng ta đã làm như vậy thì chúng ta mới có được những cái thành quả như ngày hôm nay. Thưa đồng bào, các quý vị đại biểu, việc hoàn thành hai tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết có vai trò ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận nói riêng và của cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và của cả đất nước chúng ta. Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án thì tôi đề nghị là Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức vận hành, khai thác, rồi làm các cái thủ tục còn lại nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn. Căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai, nghiên cứu phân tích đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án để làm bài học cho các dự án sau này, đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa các đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc Nam vào khai thác đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và đảm bảo không đội vốn một cách bất hợp lý. Phối hợp hỗ trợ chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các dự án cao tốc trục Đông Tây, các dự án vành đai đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các dự án kết nối liên vùng theo hình thức PPP. Hai là Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là những gia đình, người dân đã nhường mặt bằng, nhường đất đai, di rời nhà cửa, rồi cái điều kiện sinh kế của mình đi nơi khác, nhường đất cho dự án, đảm bảo người dân có cái điều kiện sống tốt hơn và ít nhất cũng bằng cái nơi ở cũ, làm sao để cho nhân dân an cư với lập nghiệp. Đấy thì rất chú ý đến vấn đề này, tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc để quy hoạch phát triển không gian mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đấy, tôi nói là khi có cao tốc mới thì sẽ có không gian phát triển mới, thì sẽ có khu đô thị mới, có khu công nghiệp, khu dịch vụ và các cái khu cần thiết khác để chúng ta phát triển kinh tế xã hội, và chúng ta phải khai thác tối đa hiệu quả cái đất, cái rừng, rồi cái vùng nước, vùng sông mà có cao tốc đi qua. Thì tôi đề nghị là như vậy. Rồi các bộ, các ngành liên quan, các địa phương và nhân dân khi vận hành thì đảm bảo an toàn giao thông và an toàn các cái công trình. Thì đề nghị là như vậy. Và tất nhiên chúng ta phải hoàn thiện tiếp, hoàn thiện tiếp những cái vấn đề chưa được. Với tinh thần đó, tôi chính thức tuyên bố khánh thành các dự án thành phần Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Xin chúc các đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.